Cái vòng tay đá mắt mèo này là mã ta lúc còn sống để cho ta, cho ta tặng cho phúc tần tương lai của ta. Người để bên mình đi, thấy nó như thấy ta. Phúc Trường An, Khanh có biết chiếc vòng tay này thuộc về ai không? Chỉ là mượn sức của người khác để đạt được ý đồ. Hòa Lâm, đại ca từng nói sẽ không để cho đệ hy sinh uổng phí. Hoàng thượng, người sao rồi? Hôm nay ta sẽ để cho tên cẩu hoàng đế này nợ máu trả máu.